Chiều ngày 20 tháng 12, Công an huyện Khói Châu đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Huyện có hộ khẩu thường trú tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ ban đầu, tối ngày 3 tháng 11 năm 2023, tại khu vực đường bê tông cuối ao đình làng Cao Quán thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, Bùi Thanh Huyện cùng một số người dân thôn Cao Quán đã có hành vi đổ gạch cát xuống lòng đường, tụ tập đông người hô hào dùng gạch, khối bê tông, xe hương án, xe tang lễ và khóa dây, khóa xích để chặn xe ô tô biển kiểm soát 89C28846 do Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến thuê để bốc, giải tỏa số gạch cát đổ trên mặt đường bê tông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong quá trình điều tra xác minh, Bùi Thanh Huyện còn có những hành vi xúi dục kích động người khác thực hiện hành vi gây rối. Vụ án diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Chiều ngày 20 tháng 12, được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khói Châu phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Khói Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Bùi Thanh Huyện về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự để phục vụ điều tra.